À, hôm nay Nhân Đức làm một đoạn ký sự bà cụ chùa mình quý vị. Nhân Đức thấy đây là tiêu chuẩn niệm Phật giáng sanh nè. Tại vì sao? Quý vị coi bà cụ với cái tay bà bự không tưởng tượng được quý vị ơi. Chắc từ xưa giờ mới thấy cái tay bự kinh khủng luôn. Mà cơ thể bà cụ thì tương đối cũng ốm. Nhưng mà đúng gương mặt bà cụ, hiện gương mặt tròn trịa và đẹp nha. Bà cụ gương mặt rất là đẹp. Chắc chắn là do nhờ bà cụ có tâm có quan hỷ. Tâm quan hỷ vui vẻ. Giống như câu thiếu nợ thì trả đi than van làm gì. Thì coi nè, coi cái tay gì đâu mà quá trời luôn à, quá to luôn quý vị ơi. Đúng ra nếu mà không niệm Phật là sự đau đớn nó kinh khủng lắm, thấy không? Nhưng mà do bà cụ có quan hỷ, bà siêng niệm Phật, niệm suốt à nó. Nên như Đức nói đây là tiêu chuẩn niệm Phật giảng sanh. Như người ta còn đòi đi bệnh viện đi này, cái chị con này chỉ có muốn niệm Phật giáng sanh không à. Bây giờ mấy người con ở đây là thấy bà cụ đó đòi đi bệnh viện không mấy con? Không đâu, đúng không? Mấy người con ở đây rõ ràng là bà cụ đâu chịu đi bệnh viện đâu. Nó mà bà cụ mà muốn đi về đâu bà cụ? Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, con giờ chỉ có một tâm nguyện là có cầu vãng sanh để về Tây Phương Cực Lạc. Rồi á, cái tay bằng vậy có đau không? Dạ, có từ cái tay thì không có đau. Không đau như chỉ có bây giờ. Chắc là đến giai đoạn cuối thì trong cái cơ thể nó có cái bệnh của con nó đau một chút thôi. Dạ, còn tay con thì không đau từ đầu đến giờ, con đã về chùa không có đau. Rồi mà bà có niệm Phật được không? Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, bây giờ thì cái cổ con nó khó nói nên là chủ yếu là con niệm trong tâm. A Di Đà Phật. Nhưng mà bà bệnh đau gì bà có buồn không? Dạ bạch thầy, con không có buồn cả. Con vui vì được thầy lo cho đầy đủ, các cô chăm sóc rất là nhiệt tình nên là con không có lúc nào con buồn cả. A Di Đà Phật. Đây là tiêu chuẩn niệm Phật giảng sanh, tuy mang cái thân khổ đau gì nhưng mà thời gian nó ngắn ngủi. Đức Phật nói á, này các con, ở cõi này khổ đau nhưng mà nó chỉ ngắn ngủi thôi. Các con hãy cố gắng niệm Phật về Cực Lạc chấm dứt khổ đau. Nên bà cụ gì là tiêu chuẩn niệm Phật giảng sanh. Nên những đứa thấy gương mặt bà rất là sáng sủa, rất là đẹp. Quay lên những đoạn phim này chắc chắn là người ta coi người ta sẽ rất là hoan hỷ. Khi thấy một người bệnh đau mà cái tay bự gì, cơ thể thì có những bệnh mà nó muốn hoại à. Sắp sửa tứ đại đã rờ. Nhiều người mà coi qua công đoạn này quý vị ơi, chúng ta còn khỏe, chúng ta cố gắng niệm Phật, cố gắng tu nhân tích đức đi. Để khi mà tới tuổi già, Phật đã nói mà sanh rồi già, bệnh rồi chết. Nên ai cũng già và ai cũng bệnh, rồi cuối cùng ai cũng chết. Mà bệnh thì là nhiều loại bệnh. Người bệnh này, người bệnh kia, người bệnh nọ, tùm lum bệnh. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng một người cư sĩ, bà cụ là cư sĩ thôi, mà bà lại siêng năng niệm Phật, bà bệnh đau mà bà không có than van, bà không có khó chịu nghe quý vị, bà không có đòi đi bệnh viện. Những Đức nói đây là duyên bất đồng. Giảng sanh phẩm vị cao thấp là duyên bất đồng. Người như vậy giảng sanh phẩm vị cao, tại cái duyên ta thù thắng á, ta đòi ở chùa niệm Phật không à, không có đòi đi gặp bác sĩ, không có bị đưa đi bệnh viện nữa, mà theo tâm nguyện luôn. Bà cụ muốn ở chùa đưa để bà ở chùa, bà lo bà niệm Phật. Mà bà cụ thích ở trong chùa hay thích vô bệnh viện? Dạ A Di Đà Phật, bạch thầy, là về thưa với quý vị là ngay từ đầu là con đi bác sĩ phát hiện ra ung thư là con quyết tâm là nói với các con là con không có theo bác sĩ, không có bổ xẻ, không có trị xạ gì, mà con ở nhà con uống thuốc nam, thuốc lá, sau đó giờ con về chùa con bỏ hết tất cả các loại thuốc, không có dùng cái gì hết. Là muốn niệm Phật giảng sanh thôi không? Dạ, gì đó. Thì nghe rõ ràng không?
Đây gọi là tín nguyện niệm Phật giảng sanh nè. Đó. Chứ nếu như bà cụ bà hướng đến bác sĩ thì cuối cùng thọ mạng đến bà đi, thì có khi bà không được giảng sanh. Nhưng mà thiện căn rất là dày, muốn ở chùa, mà từ khi vô chùa giờ quan hỷ lắm. Những đứa thấy nằm xuyên suốt gì nè, thấy cô chăm lo. Mà lâu lâu những đứa vô thăm cái nghe, là bà cụ bà rất là vui. Bà gặp cái bà là bà hước nước mình nữa, chào Thái. Làm gì đó. Hôm nay hai người con đều vô chăm lo cho mẹ nữa. Trong cái giây phút này mà con cái lo cho cha mẹ, rồi động viên cha mẹ niệm Phật để tròn tâm nguyện cho cha mẹ. Cái việc làm này á, tổ sư nó là báo đại hiếu. Mình có lo cho cha mẹ cơm ăn áo bặn chỉ báo hiếu thế gian. Nhưng cha mẹ chết đi đọa lạc, còn này mình báo đại hiếu là giúp tròn cái tâm nguyện của cha mẹ thích ở trong chùa niệm Phật, tròn tâm nguyện của họ. Những đức thấy có nhiều người ta tu nhiều chục năm mà khi tới gần mắt già cả là người ta đi vô bệnh viện nằm. Vì đức nó uổng lắm. Mà bây giờ bà cụ bà được nằm ở đây mà bà siêng niệm Phật, bà nói chuyện rõ ràng luôn. Quý vị bà cử nghe bà cụ nói chuyện rõ ràng luôn. Cái tai thiệt là to luôn, quý vị ơi, cái tai bự dữ lắm luôn. Nó như vậy mà tâm trí sáng suốt, đây là tiêu chuẩn niệm Phật giảng sanh. Con người á mà thất bại nhất là khi cuối cuộc đời mà nó lu mờ trí tuệ, tối tâm mù mờ. Thân thể thì ai cũng già, ai cũng bệnh rồi, nhưng mà đầu óc mà tỉnh táo là phước báo. Bà cụ rất là tỉnh táo, thấy không? Nếu cái đà này nghe bà cụ, chắc chắn là bà cụ phải ra đi giảng sanh thù thắng. Và cây đà sẽ đến rước bà. Những đức nhìn Phật tử, nhìn Phật tử còn thương. Tại vì cái tai bự gì mà không than, tha vang, không bực bội, không khó chịu gì. Thì đây là tấm gương mà những người coi qua công đoạn này nên học theo bà cụ. Hãy tín nguyện niệm Phật quý vị ơi. Những đức thấy rõ ràng thân thể bệnh đau gì mà bà không có rên rỉ. Thấy bà nằm đó bà cứ niệm Phật hoài à. Cái máy niệm Phật bà để ngay cái ngực quá cứ niệm Phật, cái máy niệm Phật nó rõ ràng luôn. Để ngay cái ngực rồi bật niệm Phật, rồi kế đây là vòng hộ niệm. Kế đây là vòng hộ niệm nữa chứ. Nó nên từ nơi đó mà cuộc đời ai cũng bệnh đau. Những đức mong là làm những công đoạn này, những người ung thư hay bệnh này bệnh kia, bệnh sida hay bệnh không có thuốc trị, bệnh này bệnh nọ, niệm Phật đi quý vị. Tại mình niệm Phật mình có chỗ mình nương về, đó là thế giới cực lạc. Còn nếu như mà bây giờ mà mình không niệm Phật mà mình chết, nghĩa là mình đọa tam đồ ác đạo, nó còn khổ ác đạn hơn nữa. Ở cõi đời thì nó khổ một, nhưng mà đọa tam đồ ác đạo nó khổ 1000 lần. Nên á, bà cụ phải quyết chí về cực lạc, về cực lạc mình mới trả ơn được, và mình mới giúp cho con cháu được nghe bà cụ. A Di Đà Phật. Dạ bạch thầy, con quyết theo nghe lời thầy, con niệm Phật đến giờ phút cuối cùng để con được vãng sanh về Tây Phương cực lạc, thì con sẽ trả được ơn của thầy và của tất cả các cô các chú chăm sóc ở chùa. A Di Đà Phật. Thấy không? Giảng danh cực lạc đó, trả ơn cho hòa thượng, trả ơn cho quý thầy, quý cô chăm lo, rồi còn giúp được đó, cho con cháu biết tu hành, còn cứu được ông bà tổ tiên của mình. Vì trong nhà Phật có câu nói là một người thành tựu củ quyền thăng. Gia đình chỉ cần có người thành tựu là củ quyền thăng rồi quý vị ơi. Nó nên mỗi một người quyết chí niệm Phật về cực lạc nghe. Rồi những đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho bà cụ. Tín nguyện mà cụ kiên cố gì, quán thân trái chủ của bà cũng sẽ hỗ trợ cho bà. Dù bây giờ người ta khảo đảo bà, nhưng người ta thấy bà người ta xúc động lắm. Vì bà có tâm quyết niệm Phật giáng sanh, quán thân trái chủ bây giờ cũng hỗ trợ bà cụ để niệm Phật đưa tiễn bà cụ về cực lạc. Giúp được một người giáng sanh thì cực lạc, cái công đức này lớn dữ lắm. Còn trở ngại nhau mà không giáng sanh thì đỏ hết trơn. Nên bà cụ quyết chí về cực lạc nghe. Rồi bà niệm về câu Phật hiệu để lại cho đời nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quyết tâm giảng sanh nghe. A Di Đà Phật. Quyết tâm giảng sanh. A Di Đà Phật. Quyết tâm giảng sanh về cực lạc. A Di Đà Phật. Quyết tâm giảng sanh nghe. A Di Đà Phật. Quyết tâm giảng sanh nghe. A Di Đà Phật. Quyết tâm giảng sanh về cực lạc nghe. A Di Đà Phật. Dạ. Chào cụ nghe. Dạ. Rồi. Của thầy. A Di Đà Phật.
hôm nay đưa cụ bà Mai Thị Sen, pháp danh Đức Liên, lên đài hỏa táng, và cụ hưởng thọ 77 tuổi. Cụ ở đây thời gian rồi, những Đức là người thường gần gũi nhiều với bà cụ, thấy từ lúc bà bệnh cái tay rất là to mà rất tinh tấn niệm Phật, nên khi mấy đứa con mà chăm lo cho bà cụ, hoặc là những cái video mà những Đức quay về bà cụ cũng mấy lần, nhiều người, rất nhiều người có, nên cái phước duyên bà cụ cũng rất là lớn. Con người người ta, mỗi người đến thế cõi này thì nghiệp chướng gì mình không hiểu, nhưng mà có khi bà trả cái qua báo thế gian, mà bà cụ bà tránh cái quả báo tam đồ ác đạo. Quý vị phải nhớ rằng là có những người chúng ta không biết tu thì chúng ta sẽ không bao giờ vui vẻ trả cái qua báo thế gian. Nhưng mà cái qua báo thế gian mà không trả, mà trả cái quả báo tam đồ thì ghê lắm, đáng sợ lắm. Thí dụ như ở thế gian này bệnh đau có khổ cỡ nào đi chăng nữa, chỉ khổ một. Nhưng cái quả báo của tam đồ ác đạo khổ thì khổ tỷ 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 lần, kinh khủng lắm. Nên con bà cụ mấy người con gái chăm lo nhiệt tình, cái cô Quan Hỷ, những Đức tin chắc rằng cũng cảm với hoang gia trái chủ, cũng buông cho bà cụ bớt. Hình như là buổi sáng đó hay gì, những Đức qua, những Đức cũng thăm bà cụ, thấy bà cụ nằm yếu á. Nhưng những Đức nói chuyện thì bà cụ nghe rất rõ ràng, những Đức khuyên bộ niệm Phật, bà cụ gật đầu niệm theo. Nhưng lúc đó những Đức nhìn thì thấy cái lưỡi bà cụ thụt vô trong, thì đa phần con người ta gần mắt thì nói gì, nhưng mà tâm thức thì rất rõ ràng, nghe rõ, biết rõ ràng hết. Đây là cái việc rất thù thắng vì cái việc nhờ niệm Phật mà được gì. Nếu như mà không niệm Phật thì chắc chắn không bao giờ mà được gì đâu. Đa phần con người ta đều mê hoặc điên đảo hết. Nên quý vị nhớ là cuộc đời con người chúng ta mấy chục năm ở cõi này, nếu đến khi cận tử nghiệp cuộc đời mình mà mê hoặc điên đảo không biết đi về đâu, thì đa phần chúng ta đi vào tam đồ ác đạo hết. Nhưng bà cụ thì trả qua báo thế gian, khi cuối đời bà cụ thì tỉnh táo, khi niệm Phật thì niệm theo rất rõ ràng. Và những Đức có nói rằng là bà cụ nay mai gì bà cụ sẽ ra đi, bây giờ Phật A Di Đà rước bà thì bà đi theo Phật A Di Đà liền, gật đầu rất tỉnh táo. Thì ông bà cha mẹ chúng ta đến với cuộc đời này ra đi, chúng ta biết đó là cái vô thường, nhưng mỗi người ai cũng thấy thương tiếc người thân mình ra đi. Nhưng chúng ta ngồi suy nghĩ kỹ lại thì cuộc đời đi đến cõi này không có buổi tiệc vui nào mà không tàn, không có con người nào gặp nhau cuộc đời này mà không xa cách. Chúng ta đều chấp nhận cái quy luật này rồi. Cái đặc biệt là mỗi người ta có phước duyên khác nhau. Như bà cụ thì có được cái phước duyên là được hộ niệm, được niệm Phật, rồi cuối cuộc đời người ta niệm Phật đưa tiễn đi, mất đi niệm Phật hai mấy tiếng, xong rồi được nhà chùa, quý thầy làm lễ để đưa bà cụ lên đài hỏa táng, rồi làm lễ phóng sanh, rồi bắt niệm Phật đi theo dọc đường xuyên suốt. Đây cũng là một cái phước duyên cực kỳ thù thắng. Trong cuộc đời này có nhiều người ta giàu, người ta cũng chưa được cái duyên phước đó. Thấy ngoài đời nhiều người ta mắc, con cháu không biết tu thì sát sanh hại vật, thêm cái nữa là chấp điếu, rồi càng trống. Và những người ta thuê người khóc mướn nữa chứ, làm đủ chuyện á. Nhưng mà giờ người ta cũng được cái duyên đi đến cuộc đời này. Trước khi thời gian mất thì được ở nằm trong ngôi nhà tam bảo, được niệm Phật, được quý thầy nhắc nhở suốt, rồi mỗi ngày nằm đi vào ngôi niệm, ta niệm Phật suốt cho bà cụ. Đây cũng là một đại sự nhân duyên đặc biệt mà gia đình, người thân, con cháu nhìn từ ông bà cha mẹ mình, rồi chúng ta sẽ nghĩ ra được rằng cuộc đời đi đến cõi này sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi tới ngày đó. Ai đến cuộc đời này ban đầu cũng là một đứa bé, khi sanh ra thì không có gì che thân, nhưng càng ngày càng lớn lên và chúng ta từ từ đi đến tuổi già. Như bản thân những Đức khi xa gia đình năm mười mấy tuổi, mới đây mà những Đức cũng 43 tuổi,
thì những đức thấy rằng thời gian của người đi qua rất là mau, nên chúng ta nên sống ngoài xã hội, dù có làm ăn lo việc gì đi chăng, lo gia đình, nhưng mà tập tu tập niệm Phật, nhìn từ ông bà cha mẹ của mình biết niệm Phật mà được ở trong đạo tràng tu niệm Phật đưa tiễn đi làm gì, một cái đám rất là bình an, không có cái chuyện mà khóc lóc kêu gào như ngoài đời. Như ngoài đời á, người ta khóc lóc dữ lắm. Bây giờ mấy cô con gái ở đây mà chăm lo cho mẹ, cảm thấy cũng mãn nguyện cái tâm mình. Dù cỡ nào thì trước khi thời gian mẹ mất, chúng ta vẫn làm được bổn phận làm con, chăm lo cho mẹ đàng hoàng. Đến khi hộ niệm mẹ, đưa tiễn mẹ đi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là một cái nhân duyên mà bản thân người làm con làm được cảm thấy mừng. Có nhiều người mẹ cha ở đây mấy năm họ chưa vô thăm được, đến khi mắt gọi họ, họ nói vô không kịp. Có những người gặp trường hợp gì, còn chúng ta đã làm được điều này thì đây là một cái nhân duyên rất đặc biệt. Nên mong quý vị nhìn từ người thân của mình mắc được gì, quý vị cố gắng niệm Phật. Vì cuộc đời của người chúng ta bữa nay khỏe gì, nhưng ngày mai bệnh đau không ai ngờ được. Như chúng ta ở đây cũng thấy rằng bà cụ có những giây phút ngày xưa bà cũng khỏe như mình, nhưng mà lớn tuổi rồi sanh ra nhiều bệnh tình. Bà cụ nhất là cái bệnh mà cái tay thiệt là to, mà con cái nhìn thấy rõ ràng luôn. Phật tử rất nhiều người đã coi video bà cụ thấy rõ ràng cái tay to người biến luôn á. Vì đó mà bà không có đau, bà không có đau con nhíu chứ á. Lúc nào gương mặt cũng tươi vui, nhà đức vô thăm hoài, nhà đức biết. Mỗi lần vào là bà gặp là bà cười và bà niệm Phật à. Cái tay bà to lắm. Sau này khi mà nghiệp duyên bà trả từ từ, rồi bắt đầu đến lúc cái tay bà xẹp xuống thì nước nó xì ra, xẹp xuống. Cái bữa mà nhà đức vô thăm bà buổi sáng hay chiều cái gì bà cụ đi, tối bà cụ đi đó, là bà cụ bà còn có chút xíu xíu à. Nhìn bà nhỏ xíu à. Con cái trông thấy rõ ràng luôn. Thì chúng ta thấy đúng là mang cái thân tứ đại hợp thành. Rồi cuối cùng gần chết đi thì tứ đại lại tan rã, thân thể héo hon, nhưng mà được cái đầu óc là tỉnh táo. Cái người sống trong cuộc đời này mà khi cặn tư nghiệp gần chết mà tỉnh táo là điều này hy hữu dữ lắm. Chỉ có người niệm Phật thôi, chứ đa phần là cái người ta đều phải mê hoặc đi đảo hết. Đây là những đức thấy rõ ràng. Và cụ đến khi cuối đời vẫn tỉnh táo, là buổi sáng gặp tối là đi, tỉnh táo vô cùng. Người ta niệm Phật bà niệm theo. Những đức kêu bà cụ nói Phật rước bà cụ gì cực lạc, bà cụ gật đầu. Rõ ràng đây là những đức thấy rõ ràng, nói để cho tất cả quý Phật tử và gia đình có lòng tin với niệm Phật. Dù làm ăn gia đình giàu cỡ nào hay là có khổ đau gì, thì cũng là ở cõi này mấy chục năm ngắn ngủi. Nên tập tu tập niệm Phật để có một con đường ra đi. Nếu không thì cuối cuộc đời mình nó mê hoặc điên đảo dữ lắm, không biết đi về đâu. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người câu công đoạn này đều khởi tính tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức của đại chúng niệm Phật. Nhân đức cũng đại diện gia đình cũng cảm ơn đại chúng trong khoảng thời gian mà cụ bệnh đau ở đây, cũng mấy cô được cũng nhiệt tình chăm lo và thương yêu nhau như người trong một đại gia đình. Và đến khi bà ra đi thì cũng hộ niệm 24 tiếng hồ. Nhân đức thì công việc rất là nhiều, đủ chuyện hết. Tết nhất lu bu bữa nay tổ chức mừng thọ thì quá đông. Quý vị thấy bữa nay tổ chức mừng thọ bao nhiêu người, thì trong chùa mình cũng có một bà cụ để đưa lên đài quả tháng. Nếu mà nói về cái góc độ nhìn thì chúng ta nhìn sâu sắc một chút. Có khi mà bao nhiêu bà già bữa nay những đức tổ chức mừng thọ, có khi ngày mai mới còn sống hay không, vì từ 70 tuổi đổ lên không mà. Nên từ nơi đó mà con người nó vô thường dữ lắm quý vị. Nên niệm Phật rồi cái công đức này hồi hướng cầu an với trên là hòa thượng và đại chúng và gia quyến, ai cũng bình an niệm Phật, phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho bà cụ Mai Thị Sen, pháp danh Đức Liên, mất ngày 17 tháng giêng năm Giáp Thìn, hưởng thọ 77 tuổi. Nhờ công đức này mà bà thần thức tỉnh táo sáng suốt, đương bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia đình có người nào nói mấy câu gì không? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, kính bạch thầy Thích Nhuận Đức, kính bạch các quý thầy, quý cô, các chú, các cô.
và toàn thể đạo tràng trong ngôi chùa hộ pháp. Kính thưa cô dì chú bác họ hàng, nhà con, anh chị em, bạn bè gần xa, bạn bè đồng nghiệp của gia đình nhà chúng con, hôm nay con đại diện cho gia đình nhà con gửi lời tri ân sâu sắc tới Hòa Thượng. Hòa Thượng có công xây chùa để cho chúng con được có ngôi tam bảo đi về. Con cảm ơn quý Thầy Thích Nhận Đức. Thầy hướng dẫn mẹ con tu tập, nuôi dưỡng mẹ con. Con cảm ơn các quý Thầy, quý cô, các cô, các chú, toàn thể đạo tràng đã thương yêu chăm lo cho mẹ con suốt thời gian qua. Mẹ con được tọa nguyện đi về Tây Thương Cực Lạc. Con xin đại diện gia đình cảm ơn tất cả gia đình ngôi Tam Bảo. Con xin cảm ơn các gia đình thông gia, họ hàng đôi bên, anh chị em, bạn bè. Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc ạ. Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. À, bà cụ ở đây thì nhân viên cũng đặc biệt gì, nên là gia đình dù bà cụ mất rồi nhưng mấy cô rồi lâu lâu sắp xếp được về chùa cộng tu để nương tựa ngôi tam bảo, rồi ở nhà thì nghe pháp những đức giảng tu tập, sau này biết đâu mình lớn tuổi mình được cũng nhân viên trong ngôi nhà tam bảo. Đây là cũng phước duyên lớn ha. Giờ chúng ta đọc tam quy y để chúng ta phóng sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nhé. A Di Đà, A Di Đà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mấy cô cho lên. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, toàn sanh về tịnh độ.